đến cái khúc chỗ này chính là ngã ba ông Đồn bên này mọi người. Cái tuyến phố này mình thấy đa số là người ta trồng cây si nha, cây nào cây nấy khá là to. Đây là cổng chào của thị trấn. Trên cái độ này thì cũng có khá là nhiều nhà hàng, quán ăn. Mến chào quý anh chị và các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Khám Phá Cùng Dương. Đã lâu lắm rồi, hôm nay mình mới có dịp đi vào huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Thì trước tiên là mình đi dạo tham quan, khám phá một vòng thị trấn Gia Rai và đồng thời là chia sẻ một vài hình ảnh về thị trấn này cho quý anh chị và các bạn cùng xem nha. Thị trấn Gia Rai là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Thị trấn Gia Rai được thành lập vào năm 1993. Đó là mình tìm hiểu ở trên Wiki. Còn ở trên cái cổng thông tin điện tử của huyện Xuân Lộc á, thì mình có thấy ghi là năm 1994. Không biết cái mốc thời gian nào là chính xác nữa anh chị các bạn. Anh chị các bạn nào mà có cái nguồn thông tin nào chính xác hơn á, thì vui lòng comment bên dưới video giúp mình nha. Cảm ơn quý anh chị và các bạn rất nhiều. Thì cũng theo một số thông tin mà mình tham khảo tìm hiểu được là thị trấn Gia Rai hiện giờ là đô thị loại 5. Ở đây cũng được quy hoạch xây dựng hạ tầng đô thị, kêu gọi đầu tư nguồn lực phát triển kinh tế gắn với du lịch và dịch vụ như là cụm du lịch tâm linh núi Chứa Chan Gia Lào và hồ núi Lê. Phấn đấu xây dựng thị trấn Gia Rai trở thành đô thị loại 5 trước năm 2025. Và bây giờ thì xin mời mọi người tiếp tục theo chân mình đi dạo tham quan một vòng thị trấn nha. Đến ngay cái ngã ba này, nếu mà mọi người rẽ trái thì cũng ra được quốc lộ 1A. Còn nếu mà mọi người chạy thẳng luôn thì cũng ra quốc lộ 1A luôn nha. Bây giờ thì đến đây mình sẽ rẽ trái nha. Cái khúc chỗ này chính là ngã ba ông Đồn. Con đường mình đang chạy đây chính là đường Trần Phú nha. Trên cái đoạn đường này thì dân cư rất là đông đúc, nhộn nhịp. Dọc trên cái đoạn đường này thì mình thấy cũng có rất là nhiều các cái quán ăn đây. Tầm giờ này là 2 giờ mấy chiều rồi mọi người. Thời tiết hôm nay là trời rất là nắng nóng luôn á. Hồi sớm mình đi lên chuỗi núi Gia Lào thì cái quang cảnh trên đó cũng phải nói là khá nhộn nhịp. Ngày hôm nay là ngày 9 rồi nhưng mà mình thấy du khách cũng như là các cô chú anh chị đi hành hương cũng khá là đông.
Cái tiểu phố này mình thấy đa số là người ta trồng cây si nha. Cây nào cây nấy khá là to, chứ tả là được trồng từ rất là lâu. Đến ngay cái đường xanh đèn đỏ này là giao lộ đường Trần Phú và đường Lê Dũng. Này trồng rất nhiều cây si luôn, cây nào cây nấy khá là to nè, những cái tán rất là lớn. Như ở các cái đợt mà mình đi ra Phan Rang ha, ở Phan Rang thì đường phố người ta chủ yếu là trồng những cái cây mà cây bàng lá nhỏ á mọi người. Cái loại cây đó là tới cái mùa lá rụng là nó rụng cũng rất là dơ á. Còn ở Phan Thiết á, thì những cái tuyến phố đa số là trồng những cái cây mà cây mặn lăn nước, hoặc là những cái cây Osaka có cái bông màu vàng rực rỡ. Ủa thì tới mùa là nó nở rất là rực, kho rất là nhiều. Còn ở đây thì người ta trồng những cây si. Cây si thì trồng làm bonsai cũng rất là đẹp. Chủ yếu là mình chơi cái tán á, mình uống cái nhánh. Do là mình đi cái giờ này là khoảng 2 giờ mấy chiều, còn 2 giờ rưỡi chiều, cho nên là mặc dù là ngày cuối tuần nha, nhưng mà đường phố cũng là khá là vắng. Đây là cổng chào nhánh ở phía bắc của thị trấn. Bây giờ mình sẽ rẽ phải qua hướng quốc lộ 1A nha. Rẽ qua hướng này là mọi người chạy thẳng vào lại trong thành phố Biên Hòa cũng như là thành phố Hồ Chí Minh. Ở phía bên trái này mình thấy còn có một cái con đường song hành, ở giữa là trồng những cái cây hoa sứ trắng đang nở bông cũng khá là rộ nè. Tiết cái mùa này mình thấy ở trong này là khô cằn luôn á. Trời rất là nắng luôn. Nhiệt độ này chắc cũng phải 37-38 độ C á mọi người.
Đến đây thì mình sẽ rẽ phải nha. Rẽ phải để chạy vào cái con đường đôi này xem như thế nào. Có một cái ngã ba, do là mình ở nơi khác đến cho nên là mình cũng không có rành đường. Mình thấy chỗ nào có đường lớn thì mình cứ chạy thử. Nếu mà anh chị hay các bạn nào có quê ở Gia Rai xuống Lộc Đồng Nai thì mọi người xem lại cho đỡ nhớ quê, cũng như là xem lại coi thử là Gia Rai bây giờ là phát triển như thế nào. Mình thấy thì cái khúc chỗ này có con đường xung quanh, hai bên đường là trồng cây rất là xanh, xanh mát luôn. Trên cái độ này thì cũng có khá là nhiều các cái khu nhà hàng quán ăn. Đến ngay cái ngã ba này thì mình đi rẽ phải nha. Là đường Hùng Vương. Ở thị trấn Gia Rai này mình thấy những cái con hẻm nhỏ cũng có tên đường đó nha. Hẻm nhỏ bề ngang khoảng mét mấy, mét rưỡi cũng có tên đường. À, con đường Hùng Vương này chính là DT766 hay sao. Với cái khúc chỗ này chính là ngã ba ông đồ ngay này mọi người. Chỗ này sắp tới chắc người ta làm cái công viên ở đây.